Trong tiểu mục Đường về nhà ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tạm rời phố để về với một vùng quê yên bình tại huyện An Lão, Hải Phòng. Nơi đây thì có một khu du lịch sinh thái nông nghiệp có diện tích lên tới là 80 ha và như một làng quê thu nhỏ, nơi bất kỳ ai khi đến đây cũng có thể trở thành một nông dân thực thụ với nhiều những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như là bắt cá này, cho bồ câu ăn hay là cá ăn và tham quan bảo tàng nông nghiệp với những hiện vật có tuổi đời lên đến gần 60 năm tuổi. Và không biết là với những cái gợi ý của tôi thì chị Huyền có đoán được đây là nơi nào không ạ? Vâng, thông qua những gợi ý của chị Quỳnh Anh thì tôi đoán chắc là chị Quỳnh Anh đang muốn nhắc tới đảo Bầu phải không ạ? Bởi vì theo tôi được biết thì trước kia đây là khu vực đồng đất hoang, đất bị nhiễm mặn, chua phèn nên người dân thì không thể canh tác được cái gì cả. Thế nhưng bằng sự kiên trì cũng như là sự đầu tư kỹ lưỡng, sau hơn 10 năm cải tạo, những người dân ở nơi đây đã biến khu đầm hoang thành hòn đảo du lịch sinh thái nông nghiệp được quy hoạch bài bản và hiện đại. Và những năm gần đây thì khu du lịch sinh thái đảo Bầu cũng đã trở thành một trong những địa điểm du lịch lý tưởng của những du khách muốn tìm về với thiên nhiên. Bỏ lại sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, khách du lịch khi đến với đảo Bầu sẽ được hòa mình trong bầu không khí trong trẻo, mát lành của những vườn cây ao cá. Và đặc biệt hơn cả là khúc sông uốn mình quanh đảo, tròn trịa như quả bầu, tạo nên cái tên độc đáo của khu du lịch. Đảo Bầu coi như là trước là khúc sông đa độ, khi nắn sông và thì nó như là một quả bầu tròn. Chúng ta đang nhìn đây là cuống của quả bầu. Thực sự ra là được đi trải nghiệm trên một con sông rất là thơ mộng, rất là đẹp như này với một cái phong cảnh rất là lên thơ, với những đàn cò trắng bay, thực sự ra là tinh thần rất là phấn khích. Đến với đảo Bầu, các du khách nhỏ tuổi còn được tham gia vào chương trình trải nghiệm một ngày làm nông dân nhí. Hòa mình trong các hoạt động bắt cá hay thu hoạch trái cây tại vườn, các em nhỏ như được hiểu hơn về cuộc sống hoạt động bình dị ở làng quê, cũng như lưu lại cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. Khu vực bảo tàng nông nghiệp được bố trí thành hai khu tách biệt. Một bên là những nông cụ sản xuất thô sơ ngày xưa được sưu tầm và trưng bày cẩn thận. Một bên là những máy móc hiện đại ngày nay. Nếu như với em nhỏ, những nông cụ trước mắt như một bài học mới mà các em chưa từng được thấy khi ở thành thị, thì với những vị khách lớn tuổi, đây như là nơi để họ ôn lại những kỷ niệm một thời đáng nhớ. Tôi cảm thấy rất là, trước hết là rất là sung sướng, phấn khởi. Và có một cái gì đó trong tôi nhớ lại một kỷ niệm ngày xưa. Và chúng tôi cũng đã thường giáo dục cho con cháu mình là những cái vật kỷ niệm này là những cái vật kỷ niệm rất đáng ghi nhớ và đáng trân trọng. Vì những cái này đó là những cái thể hiện cái sức lao động của cha mẹ, của các ông, các bà, của các con ngày xưa. Hàng ngày cứ từ 17 giờ trở đi, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, đảo Bầu lại trở nên huyên náo khi hàng ngàn, hàng vạn con chim lũ lượt bay về. Có những đàn lớn hàng nghìn con trông như đám mây xả xuống những hàng tre, bụi chuối trên đảo để trú ngụ, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt. Bởi vậy mà mỗi năm, khu du lịch này đón hàng chục nghìn lượt khách, là điểm đến được nhiều du khách yêu thích mỗi khi đến với đất cảng Hải Phòng. Vâng, thay vì lựa chọn những khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, thì những năm gần đây nhiều người đã tìm đến các khu du lịch sinh thái để được gần gũi với thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động trải nghiệm. Những công việc vốn quen thuộc với nhà nông nhưng nay lại trở nên mới mẻ và hấp dẫn với những người ở thành thị. Vâng, không biết là với chị Huyền thì sẽ cảm thấy như thế nào, còn tôi thì cảm thấy rất là thu hút tại khu du lịch đảo Bầu này. Đó chính là tất cả mọi thành viên ở mọi lứa tuổi thì đều có thể tham gia vào các hoạt động và tạo sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình. Và một điều nữa là cách người dân ở nơi đây họ đã mang tình yêu và cách làm du lịch bảo tồn thiên nhiên, và đây cũng là một điều vô cùng đáng quý ạ. Vâng, hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm một điểm đến và có thể bổ sung vào cuốn sổ du lịch của mình. Và trong phần cuối của chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ và mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc và ven biển. Nhiệt độ trong ngày phổ biến trong khoảng từ 12 cho đến 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Tại Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc nên có mưa rào rải rác, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có một số điểm mưa vừa và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, rét hại với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 13 đến 16 độ C. Các tỉnh Trung Trung Bộ nhiệt độ sẽ từ 18 đến 21 độ, còn các tỉnh Nam Trung Bộ nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 29 độ C. Tại khu vực Nam Bộ, trong hôm nay và 3 ngày tới sẽ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ trong ngày sẽ từ 26 đến 29 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ.
Thưa quý vị, thời điểm này, các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 133.278 ha diện tích trồng điều đang trong giai đoạn ra chồi, ra hoa, đậu quả. Tuy nhiên, bệnh thán thư đã gây hại trên 3.567 ha với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 cho đến 25%, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận và Khánh Hòa. Bệnh này do nấm gây ra và bệnh thường phát sinh và gây hại nặng trên các bộ phận còn non như là lá, cành, hoa và quả non. Ban đầu bệnh xuất hiện chỉ là những chấm nhỏ màu nâu tím, sau sẽ lớn dần và có màu nâu xám và viền xung quanh là có viền nâu vàng. Ở cây bị bệnh nặng sẽ có thể thấy vỏ cành non bị nâu đen, vết bệnh hơi lõm vào và cành bị teo tóp, khô đi và chết dần. Nụ hoa và quả bị bệnh sẽ có màu nâu đen và bị rụng. Để khắc phục bệnh thán thư hại cây điều, bà con cần chủ động thực hiện các biện pháp sau đây. Trước tiên cần vệ sinh vườn cây và trừ sạch cỏ dại. Cắt tỉa cành sâu bệnh và cành vô hiệu cho thông thoáng tán cây nhằm hạn chế ẩm độ cao và làm ánh nắng chiếu vào dễ dàng. Cắt tỉa hợp lý cũng giúp cho việc phun xịt thuốc phòng ngừa sâu bệnh được thuận lợi hơn. Bón phân đầy đủ và cân đối, tránh bón thừa đạm. Tăng cường một số vi lượng cho cây bằng cách là phun qua lá loại phân bón lá vào giai đoạn trước khi cây ra nụ để giúp cho cây tăng cường sức chống chịu với bệnh, tăng cường phân sự hóa mầm hoa. Hạn chế bọ xít chích hút tạo ra các vết thương cơ giới trên các bộ phận non của cây để tạo điều kiện nấm bệnh xâm nhập. Vào giai đoạn cây ra chồi non và nụ hoa quả non, nếu gặp điều kiện ẩm độ cao, sương mù nhiều, phòng ngừa bằng carbenzin 500FL. Còn trong giai đoạn nụ hoa quả non, nếu phát hiện điều chớm bị bệnh thì cần tiến hành phun 2 lần và cách nhau từ 7 cho đến 10 ngày. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết trên cả nước trong hôm nay và ngày mai. Quý vị, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, các nhà xe hiện đang gấp rút chuẩn bị tăng gấp đôi số chuyến để phục vụ khách hàng. Theo ước tính của bến xe Mỹ Đình – Giáp Bát, lượng hành khách dịp cao điểm Tết Giáp Thìn tăng 300 cho đến 350%. Theo đại diện bến xe Mỹ Đình, dự kiến trong thời gian phục vụ Tết, lượng khách đi qua bến lúc cao điểm sẽ tăng khoảng 300 đến 350% so với ngày thường. Với tình hình của các phương tiện vận tải đang hoạt động, lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại. Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ Tết là 1.400 xe, riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng cường là 982 xe. Cũng theo đại diện bến xe Giáp Bát, lượng hành khách dự kiến tăng khoảng 300% so với ngày thường. Để đáp ứng yêu cầu, bến xe đã chủ động tăng 250 lượt xe một ngày, tăng 25%. Để phục vụ tốt người dân, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng khách tăng cao trong dịp Tết cổ truyền để tăng giá, ép giá. Thưa quý vị, đây chính là hai linh vật rồng được làm từ những chiếc lu chào đón Tết Nguyên đán ở làng nghề Sơn Mài, Tương Bình Hiệp tại Bình Dương đang gây sốt mạng xã hội trong những ngày gần đây. Với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, những chiếc lu đựng nước vốn quen thuộc với người dân Nam Bộ nói chung và Bình Dương nói riêng này đã được ghép khéo léo thành hình những con rồng uốn lượn trông rất lạ mắt. Với đặc trưng là làng nghề lò lu, có ý tưởng tạo dấu ấn chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 và để quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống của các địa phương, các nghệ nhân cùng với Ủy ban Nhân dân phường Tương Bình Hiệp đã quyết định làm linh vật rồng từ chất liệu vốn có tại địa phương. Để hoàn thiện từng bộ phận của rồng, các nghệ nhân đã phải nặn bằng đất nung từ lò truyền thống từ nhiều tháng trước, lắp ghép rất tỉ mẩn. Thân hai linh vật rồng được làm bằng 36 chiếc lu in nổi hình rồng có chiều dài 27 mét. Đây là những vật phẩm vốn có, nổi tiếng của địa phương.
Hai con rồng dự kiến sẽ được khai trương vào dịp kỷ niệm 10 năm Tương Bình Hiệp từ xã lên phường, đồng thời sẽ phục vụ du khách và người dân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Sau đó thì hai linh vật này cũng sẽ được địa phương đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam. Cũng trong những ngày cận Tết, nhằm chia sẻ khó khăn và đồng hành với trẻ em bị bại não, Hội Gia đình Trẻ Em Bại Não Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm trao gửi hàng nghìn suất quà tới các gia đình có trẻ em bại não tại Hà Nội. Hội Gia đình Trẻ Bại Não Việt Nam với tên gọi thân thương là Gia đình Siêu Nhân, được chính các cha mẹ có con bị bại não chung tay thành lập từ năm 2017. Trong đó có những thành viên có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Yến có hai bé siêu nhân và một bé mắc bệnh tự kỷ. Vài năm trước, nhờ tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, chị đã biết đến và gia nhập Hội Gia đình Trẻ Em Bại Não. Gia đình rất là biết ơn và tôi rất là xúc động khi đã được đến tham gia vào, được vào gia đình của trẻ bại não. Thì bản thân tôi là cảm thấy rất là ấm áp tình người. Hoạt động của Hội Gia đình Trẻ Em Bại Não Việt Nam xoay quanh việc hỗ trợ cho các gia đình trẻ em và người bại não trưởng thành, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao năng lực cho cha mẹ trong chăm sóc và điều trị cho con em mình, cũng như nỗ lực thúc đẩy hòa nhập và tham gia cộng đồng cho trẻ em và người bại não trưởng thành. Cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là để hỗ trợ cái tinh thần về đời sống tinh thần cho mỗi một thành viên là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của hội. Và vì vậy thì cứ cuối năm, cái dịp Tết đến xuân về thì hội cũng luôn luôn mong muốn có được một cái phần quà để có thể động viên các gia đình cũng như là trẻ em và người bại não trưởng thành trong một cái năm qua. Và cũng vô cùng may mắn khi mà hội đã có cái sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm. Quỹ Thiện Tâm là tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ, là cầu nối để truyền tải và lan tỏa tấm lòng tới cộng đồng với sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Quỹ Thiện Tâm đều tổ chức trao quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Năm nay, Quỹ Thiện Tâm dành 550 suất trị giá 600.000 đồng mỗi suất, bao gồm 500.000 tiền mặt và một hộp bánh để tặng các gia đình có trẻ em bị bại não ở Việt Nam. Quỹ có thể lan tỏa được thêm với xã hội, với cộng đồng là để mọi người hiểu hơn về những các trẻ em bại não, sẽ giúp phần nào đó giúp được các em có cơ hội được hòa nhập với cộng đồng, các em tự tin hơn và các em có thể sau này cũng sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Em cảm thấy rất là vui và cảm thấy bản thân mình được chia sẻ và cũng như là được quan tâm. Thì đây là những cái tình cảm mà cộng đồng dành cho mình và cũng đây cũng là sẽ là động lực để bản thân em và cũng như là cộng đồng cố gắng hơn trong năm tới. Hành trình trao Tết yêu thương với 150.000 phần quà sẽ được thành viên của Quỹ Thiện Tâm trao đến tận tay những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.